quyết định bảy tỷ chị Anka xin chào. Ngày hôm nay thì Lenovo Idea Pad 51015 ESK sẽ ra mắt quý vị với phiên bản là Capillac và Skylake. Vâng, các bạn có thể quan sát thấy trên màn hình, đây chính là sản phẩm Idea Pad 51015 ESK. Đó chính là mẫu laptop tầm trung của Lenovo hướng tới đối tượng là những bạn ưa thích giải trí hoặc là làm những công việc liên quan đến đồ họa mà cần phải di chuyển nhiều. Điểm nổi bật mà bạn thường thấy ở các dòng laptop Lenovo chính là thân hình mảnh mai, nhẹ nhàng để bạn thoải mái có thể xách đi. Và khối lượng chính xác cho sản phẩm của chúng ta đó là 2,2kg. IdeaPad 51015 ESK sở hữu một thiết kế mềm mại pha chút nữ tính với phần vỏ ngoài màu bạc được làm từ nhựa và được phủ một lớp sơn dạng sần nhám cho khả năng chống bám bụi và dấu vân tay rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì Lenovo hướng đến tối ưu giải trí nên 15 ESK có nhiều cải tiến rất là đáng giá như trang bị một màn hình 15.6 inch với độ phân giải lên tới Full HD và sử dụng công nghệ tấm nền IPS chất lượng cao giúp mang lại trải nghiệm tuyệt vời khi bạn xem phim giải trí. Bàn phím của Lenovo IdeaPad 510 này có thiết kế hiện đại với khoảng cách giữa các phím hợp lý, phím bấm yên tĩnh phù hợp khi dùng vào đêm khuya. Đồng thời một bàn di suốt trơn mịn, diện tích rộng rãi và được trang trí bởi viền cắt kim cương vô cùng đẹp mắt. Máy có thiết kế linh hoạt, tạo điều kiện để bạn dễ dàng nâng cấp thêm RAM hoặc là ổ cứng SSD trong tương lai. Ngoài ra, một phần tản nhiệt của IdeaPad 51015 ESK không còn được bố trí ở phía bên hông như các dòng laptop đời trước, mà được chuyển về khu vực khớp nối giữa màn hình và bàn phím. Phần âm thanh cũng được Lenovo chăm chút một cách kỹ lưỡng với một bộ loa kép Harman, danh tiếng giúp phát ra âm thanh trong, mượt mà, tiếng bass chắc chắn và mạnh mẽ. IdeaPad 51015 ESK được trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối cơ bản như cổng VGA, cổng mạng LAN, cổng xuất hình ảnh âm thanh HDMI, USB 3.0, jack tai nghe tích hợp microphone và đầu đọc thẻ SD. Cạnh phải của chúng ta sẽ có thêm hai cổng USB nữa và một ổ đĩa quang dùng để nâng cấp ổ cứng SSD. Ở mức giá chỉ hơn 12 triệu đồng tại An Khang, đây là một sản phẩm sở hữu một cấu hình rất tốt với bộ vi xử lý là Core i5 Capillac. RAM 8GB DDR4 tiên tiến mới cho băng thông lên tới 2133MHz, cùng với đó là một ổ cứng dung lượng khủng 1TB, giúp bạn có không gian lưu trữ rộng lớn để chứa thật nhiều dữ liệu từ công việc đến nhu cầu giải trí. Ngoài ra, để tăng sức mạnh đồ họa cho IdeaPad 51015 ESK, Lenovo đã trang bị cho máy một càng màn hình rời NVIDIA GeForce 9410MX với dung lượng là 2GB, giúp bạn có được những trải nghiệm rõ nét hơn khi chơi game đỉnh cao hay là xử lý hình ảnh 3D mượt mà. Về kết nối không dây, máy được tích hợp Wi-Fi cùng với Bluetooth 4.0. Ngoài ra, nếu như bạn muốn tiết kiệm thêm một khoản tiền nữa thì bạn có thể lựa chọn một phiên bản khác với chip Skylake có hiệu năng gần tương tự như Capillac. Siêu thị máy tính An Khang, cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!